Kính chào quý vị và các bạn. mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Truyền hình Đà Vinh. Hôm nay thứ tư, ngày 13 tháng 4 năm 2022. Và trong chương trình Thời sự tối nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những nội dung đáng chú ý sau đây. Bí thư tỉnh ủy Cô Chí Cường cùng đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đài Vinh tổ chức tiếp xúc cử tri ở thị xã Duyên Hải, chuẩn bị kỳ họp lần thứ 3 Quốc hội khóa 15. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thăm chiến, tặng quà mừng cho Trung Nam Thơ Mây, tích cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer hiệu quả phát triển kinh tế xã hội từ các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ có trong chuyên đề dấu ấn 30 năm hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tiếp tục thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15. Chiều hôm qua, ngày 12 tháng 4, ông Cao Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Vinh có buổi tiếp xúc với cử tri hai xã Hiệp Thạnh và Long Hữu, thị xã Xuân Hải, Tại đây, sau khi nghe thông qua dự kiến chương trình nghị sự của kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15 và thông báo nội dung trả lời của các ngành chức năng về những kiến nghị của cử tri ở những cuộc tiếp xúc trước, cử tri xã Hiệp Thạnh đề nghị Trung ương sớm có biện pháp bình ổn giá cả thị trường, nhất là giá cả vật tư nông nghiệp để giúp người nông dân phát triển sản xuất đạt hiệu quả cao. Đồng thời tiếp tục xây dựng bờ kè ở một số đoạn còn lại của khu vực ấp chợ và ấp bào để tránh bị sạt lở do triều cường dân cao làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân cử tri ở hai địa phương này còn kiến nghị trung ương tăng phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách đang làm nhiệm vụ ở cấp xã. Riêng đối với các sở ngành tỉnh, cử tri hai xã này đề nghị đầu tư xây dựng đường nhựa ấp bào thay thế cho tuyến đường đan đã xuống cấp và phát triển nguồn điện ổn định để không làm ảnh hưởng đến hiệu quả phát triển kinh tế ở địa phương. Phát biểu với bà con cử tri, Ông Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 đơn vị tỉnh Trà Vinh, chỉ đạo các ngành chức năng và địa phương xử lý nghiêm các tệ nạn xã hội gây bức xúc trong dân. Bí thư tỉnh ủy Ngô Chí Cường đề nghị Quỹ ban dân thị xã Dương Hải kiểm tra rà soát lại nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất của bà con ở khu vực ấp chợ xã Hiệp Thạnh. Nếu thực sự bức thiết thì sớm đề xuất với ngành điện nhanh chóng nâng cấp nguồn điện cho bà con. Bí thư tỉnh ủy chỉ đạo Quỹ ban thị xã Dương Hải làm việc với các ngành chức năng khắc phục tình trạng cúp điện kéo dài hơn thời gian thông báo để không làm ảnh hưởng đến nuôi trồng thủy sản của người dân và sớm có biện pháp xử lý nguồn nước không đảm bảo chất lượng như cử tri phản ánh nhằm đảm bảo nước hợp vệ sinh phục vụ đời sống người dân. Chiều hôm qua ngày 12 tháng 4, đồng chí Lâm Bình Đằng, Phó Bí thư tỉnh ủy Trà Vinh đã đến thăm chúc mừng cho Trà Nam Thơ Mây các chùa ở các huyện Tiểu Cần, Cầu Ngang và huyện Dương Hải. Phó Bí thư tỉnh ủy Lâm Minh Đằng đến thăm chùa Ô Chúc xã Tập Ngãi huyện Tiểu Cần, thăm chùa mới xã Kim Hòa huyện Cầu Ngang, thăm chùa lớn và chùa Trà Cúp ở xã Ngũ Lạc huyện Dương Hải. Tại các nơi đến thăm, Phó Bí thư tỉnh ủy Lâm Minh Đằng gửi lời chúc mừng đến các vị hòa thượng, thượng tọa đại đức, chư tăng và toàn thể đồng bào Phật giáo năm tông Khmer trong tỉnh Trà Vinh đón Tết cổ truyền trong năm thơ mây năm 2022 vui tươi, hạnh phúc, an toàn. Tại đây, Phó Bí thư tỉnh ủy cũng thông tin thêm về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Trà Vinh trong năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và các sự kiện quan trọng được tỉnh chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh. Qua đó, Phó Bí thư tỉnh ủy mong muốn ban quản trị các chùa, các vị chức sắc tiếp tục tuyên truyền, dẫn động đồng bào Phật tử phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, phấn đấu lao động sản xuất, nâng cao đời sống vật chất tinh thần do đồng bào dân tộc Khmer. Phó Bí thư tỉnh ủy Trà Vinh khẳng định lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm thực hiện tốt các chủ trương, chính sách phát triển về đồng bào dân tộc Khmer và tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách là đồng bào dân tộc Khmer để giúp đồng bào dân tộc Khmer có cuộc sống ổn định. Chiều hôm qua ngày 12 tháng 4, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến thăm chúc mừng chùa Chùa Nam Thơ Mây, các chị hòa thượng và cán bộ hưu là người dân tộc Khmer hiện đang sinh sống trên địa bàn thành phố Đà Vinh tại chùa ân ở phường 8, chủ tịch quỹ ban dân tỉnh thăm hỏi hòa thượng thạch sóc xanh phó chủ tịch hội đồng trị sự trung ương giáo hội phật giáo việt nam trưởng ban trị sự giáo hội phật giáo tỉnh chủ tịch hội đồng các sư yêu nước tỉnh thăm hòa thượng thạch quay phó trưởng ban trị sự giáo hội phật giáo tỉnh phó chủ tịch thường trực hội đồng các sư yêu nước tỉnh trụ trì chùa công bông ở phường 1 và thăm hòa thượng sơn tân cố vấn hội đồng các sư yêu nước tỉnh trụ trì chùa chầm ca ở phường chín thành phố trà vinh nói chuyện với các vị sư, chủ tịch quỹ ban dân tỉnh Lê Văn Hẳn đã quan tâm thăm hỏi sức khỏe và tình hình tu học hành đạo của các dư tăng Khmer trong tỉnh. Đồng thời mong muốn các vị tiếp tục phát huy tinh thần đạo pháp truyền thống đoàn kết, ra sức vận động đồng bào Phật tử phấn đấu dâng lên, góp phần chung tay xây dựng tỉnh trà Vinh ngày càng phát triển. Dịp này chủ tịch quỹ ban dân tỉnh chúc mừng các vị hòa thượng vừa phối hợp tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Trà Vinh lần thứ bảy, nhiệm kỳ 2022-2027, đồng thời ghi nhận sự đóng góp của các tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian qua. Thăm hỏi và chúc mừng cho chân năm thơ mai đến các cán bộ hưu người dân tộc Khmer, nguyên là quỹ viên Trung ương Đảng, nguyên phó bí thư tỉnh ủy Trà Vinh qua các thời kỳ, hiện đang sinh sống trên địa bàn thành phố Trà Vinh. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lê Văn Hẳn mong muốn các vị tiếp tục theo dõi sát cánh cùng các cấp quỹ chính quyền tiếp tục lãnh đạo đưa tỉnh nhà không ngừng phát triển. Cũng chiều hôm qua ngày 12 tháng 4, ông Kim Dương, Ủy viên Thường chủ Tỉnh ủy, trưởng ban dân, dân tỉnh ủy Trà Vinh đã đến thăm và chúc mừng Tết cổ truyền chùa Sơn Nam Thơ Mây tại chùa Ân ở phường 8 thành phố Trà Vinh, chùa Công Bông ở phường 1 thành phố Trà Vinh và chùa Mỏ Neo ở xã Đa Lộc, huyện Châu Thành. Tại các nơi đến thăm, ông Kim Rương, trưởng ban nhân dân tỉnh quỹ Trại Vinh chúc mừng quý thượng tọa, hòa thượng, ban trị sự các chùa cùng đồng bào Phật tử nhiều sức khỏe và đón Tết cổ truyền trong năm thơ mây năm 2022 an toàn hạnh phúc. Trưởng ban nhân dân tỉnh quỹ Trại Vinh cho biết, năm 2022 là năm đầu tiên thực hiện các nghị quyết của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của cả nước và thực hiện hai chính sách lớn về công tác dân tộc, mở ra nhiều cơ hội mới cho dòng đồng bào dân tộc thiểu số. Chính vì vậy, trưởng ban dân dân tỉnh ủy mong muốn các sư tăng, và đồng bào Phật tử Phật giáo năm tông Khmer tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đồng hành cùng tỉnh nhà trong công tác an sinh xã hội, vì cộng đồng, vì sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Tại đây, các vị hòa thượng cũng cho biết, thời gian qua do tác động của dịch bệnh, đời sống bà con Khmer gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền địa phương nên đời sống đồng bào Khmer được ổn định và duy trì sản xuất. Các vị hòa thượng hứa sẽ tích cực tuyên truyền vận động Phật tử và đồng bào Khmer chấp hành tốt chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước Chúng ta vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp tại huyện trà cú ông nguyễn văn hiếu quỹ viên ban thường vụ tỉnh quỹ trưởng ban tổ chức tỉnh quỹ ông dương văn triệu tỉnh quỹ Chiên, bí thư huyện quỹ trà cú đã đến thăm và chúc tết quà thượng kim ngọc toàn trụ trì chùa trà xã thanh sơn thăm đại đức thạch nhất trụ trì chùa sòi sim thâm mây xã ngãi xuyên và thăm đại đức giang su thanh trụ trì chùa Choi Tan Sa, xã Kim Sơn, huyện Trà Cú. Tại các nơi đến thăm, ông Nguyễn Văn Hiếu, Quỹ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh cũng ân cần thăm hỏi sức khỏe các vị hòa thượng Đại Đức và chúc các vị hòa thượng Đại Đức cùng bà con Phật tử đón mừng cho cho năm thơ mây vui tươi, an toàn, đoàn kết và tiết kiệm. Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh giá cao những đóng góp tích cực của Hội đồng các sư sãi yêu nước huyện Trà Cú trong công tác từ thiện nhân đạo. Thông qua các hòa thượng thượng tọa Đại Đức đã giúp cho địa phương hoàn thành nhiều công trình mang ý nghĩa nhất là tích cực hỗ trợ trong xây dựng nông thôn mới và tiếp tục hoàn thành xây dựng đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong thời gian tới. Cũng tại huyện Trà Cú, hôm qua ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến thăm chúc Tết Hòa thượng Kim Ngọc Toàn, Chủ tịch Hội đồng các sư xã yêu nước huyện Trà Cú, sư cả chùa Trà ở xã Thanh Sơn nhân dịp Tết Trăng Trăng năm thơ Mây của đồng bào Khmer. Tại đây, sau khi thăm hỏi sức khỏe hòa thượng và tình hình đời sống của đồng bào Phật tử, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2021 và những tháng đầu năm 2022. Và mong muốn hòa thượng cùng các vị trong ban trị sự tích cực tuyên truyền và ông đồng, đồng bào Phật tử phát huy tinh thần đoàn kết, chung ta với chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2022. Hòa thượng Kim Ngọc Toàn sư cả chùa Trà cho biết, trong năm 2021, qua thượng và ban trị sự chùa cùng với Phật tử tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, trong đó đã dẫn động mạnh thường quân cất 22 căn nhà tình thương cho các hộ nghèo. Qua thượng Kim Ngọc Toàn hứa sẽ tuyên truyền, dẫn động đồng bào Phật tử chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước. Trước mắt là cùng chính quyền xã chúng ta xây dựng thành công xã nông thôn mới. Tại hai huyện Cầu Ngang và Châu Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Trung Quang cũng vừa đến thăm tặng quà cán bộ cách mạng lão thành về hưu làng cơ dân tộc Khmer và các chùa nhân dịp mừng cho cho Nam Thơ Mây, Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer năm 2022. Tại Quyền Châu Thành, Phó Chủ tịch Quỹ Ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Trung Quang đã đến thăm tặng quà gia đình ông Sơn Sông Sơn, nguyên quỹ viên Trung ương đảng, thăm gia đình ông Quỳnh Phước Long, nguyên Phó Chủ nhiệm Hội đồng dân tộc của Quốc hội, thăm gia đình ông Dương Giang Tần, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng dân dân tỉnh và thăm gia đình Trung tướng Sơn Cang, nguyên Giám đốc Công an tỉnh. Tại quyền Cầu Cang, Phó Chủ tịch Quỹ Ban Nhân dân tỉnh quảng Trung Hoàng đến thăm gia đình ông Kim Khuất, quyền Phó Chủ tịch Quỹ Ban Nhân dân Quyền Cầu Ngang và thăm đại tá Thạch Chan Saray, quyền cán bộ công an tỉnh. Ngoài ra, Phó Chủ tịch Quỹ Ban Nhân dân tỉnh còn đến thăm trước Tết Chùa Trên Nam Thơ Mây, Chùa Mó Neo ở quyền Châu Thành. Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Quỹ Ban Nhân dân tỉnh đang cần thăm hỏi sức khỏe và ghi chặn những công lao đóng góp của các cán bộ hưu của đồng bào dân tộc Khmer cho sự kiệp cách mạng. Phó Chủ tịch Quỹ Ban nhân dân tỉnh mong muốn các cán bộ hưu và đồng bào dân tộc Khmer tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết dân tộc, ra sức cùng với tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và những năm tiếp theo. Nhân đây, Phó Chủ tịch Quỹ Ban nhân dân tỉnh đã trao tặng nhiều phần quà cho chùa và các gia đình cán bộ hưu do đón chùa Trường Nam Thơ Mây, Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer. Sáng nay, ngày 13 tháng 4, Bệnh viện Quân y 120, Cục Hậu Cần, Quân khu 9 kết hợp với Bệnh viện Quân dân y tỉnh Trà Vinh tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 400 gia đình chính sách hộ kèo trên địa bàn thành phố Trà Vinh. Tại đây, đoàn đã khám sàng lọc tổng quát siêu âm các chứng bệnh về tim mạch, khám các bệnh tai, mũi họng, loãng xương và cấp thuốc điều trị miễn phí cho trên 400 đối tượng là gia đình chính sách và người nghèo với tổng kinh phí trên 60 triệu đồng. Được biết trước đó vào ngày 12 tháng 4, ban tổ chức hội trại truyền thống thanh niên phụ nữ lực lượng vũ trang quân khu chính và ban dân vận tỉnh ủy đã tổ chức trao tặng 43 phần quà cho các hộ nghèo gia đình chính sách trẻ em mồ côi do dịch bệnh covid 19 mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng và đến thăm chúc mừng tết trang cho năm thơ Mây, bốn chùa khmer trên địa bàn thành phố trà vinh đây là những hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động hội trại truyền thống thanh niên phụ nữ lực lượng vũ trang quân khu chính hội trại do tỉnh trà vinh đăng cai tổ chức được diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 4 tại khu di tích lịch sử A Bờ Ôm, phường 8, thành phố Trà Vinh. Hoạt động này do Bộ Tư lệnh Quân khu 9 chỉ đạo tổ chức hàng năm với nhiều hoạt động thiết thực như trao tặng nhà đồng đội, tặng quà cho gia đình chính sách, cùng nhiều hoạt động an sinh xã hội nhằm bày tỏ lòng tri ân của lực lượng vũ trang quân khu 9 đối với gia đình chính sách, người nghèo trên địa bàn tỉnh, thể hiện tình cảm gắn bó giữa quân đội với nhân dân. Quyền quỹ cầu kè vừa tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 24 ngày 29 tháng 6 năm 2017 của Ban Thường vụ tỉnh quỹ Trà Vinh về tiếp cận, xử lý và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội đối với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trên địa bàn tỉnh. Báo cáo tại kỳ cho biết, qua 5 năm thực hiện chỉ thị số 24 của Ban Thường vụ tỉnh quỹ Trà Vinh, Ban Thường vụ quyền quỹ cầu kè đã chỉ đạo cho các chi đảng bộ trực thuộc tổ chức gần 3.000 cuộc tuyên truyền, nâng cao nhận thức đấu tranh phản bác với những thông tin, bình luận sai trái, không đúng sự thật trên mạng xã hội đồng thời chia sẻ, chuyển tải bài viết của nhóm chuyên gia trung ương của tỉnh lên các trang mạng xã hội, tạo sự chủ động, lan tỏa nhanh và quy động được lực lượng đấu tranh, phản bác trước những thông tin xuyên tạc, bịa đặt liên quan đến các sự kiện chính trị, dù việc nhạy cảm được sao quan tâm. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Quyền Quỹ cũng chỉ đạo các chi đảng bộ cơ sở đưa nội dung chỉ thị số 24 của Ban Thường vụ Tỉnh Quỹ vào cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ đảng viên nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác và đấu tranh trước những thông tin sóng độc, âm mưu, diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Với các hoạt động trên, trong 5 năm qua, huyện Cầu Kè đã phát hiện hơn 130 trường hợp vi phạm luật an ninh mạng. Chủ yếu là dùng tài khoản cá nhân trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo cá nhân để đăng tải, chia sẻ những thông tin sai sự thật về công tác phòng chống dịch bệnh, xuyên tạc, thông tin sai sự thật về những chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Qua đó đã đề xuất xử phạt hai đối tượng và xử lý vi phạm hành chính hai đối tượng có liên quan, số còn lại được giáo dục và cho làm cam kết không tái phạm. Chiều hôm qua ngày 12 tháng 4 tại Cồn Hô, xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức sơ kết quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2022. Báo cáo của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh cho biết, trong quý 1, Trà Vinh đã đón hơn 120.000 lượt khách du lịch, đạt gần 30% kế hoạch năm. Trong này có trên 910 lượt khách quốc tế, với tổng doanh thu đạt trên 48,5 tỷ đồng, đạt 25,6% kế hoạch năm. Ngoài ra trong quý 1 năm nay, ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh còn tổ chức nhiều hoạt động trưng bày, triển lãm thu hút hàng ngàn lượt người xem và sưu tầm 122 hiện vật, hình ảnh phục vụ trưng bày triển lãm 30 năm tái lập tỉnh. Đồng thời chuyển gần 5.000 hiện vật đến kho trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Trà Vinh để bảo quản. Riêng về lĩnh vực thể dục thể thao, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh đã tổ chức bảy giải thể thao thi đấu ở các môn quần vợt, bóng chuyền hơi nữ, cầu lông, cờ tướng, bóng đá và tổ chức gần 30 cuộc thanh kiểm tra các cơ sở kinh doanh trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, quảng cáo nhằm bảo đảm kinh doanh đúng quy định pháp luật về hoạt động văn hóa. Hội nghị đã đề ra nhiệm vụ trong quý 2 là tiếp tục tăng cường vận hành, quảng bá du lịch, sản phẩm du lịch mới trên trang thông tin điện tử và các trang mạng xã hội, đồng thời lập hồ sơ trình cấp các thẩm quyền công nhận điểm du lịch tiêu biểu đối với điểm du lịch biển Ba Động và Âu Bờ Ôm. Tổ chức lễ khánh thành công trình tu bổ di tích lịch sử đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và tiếp tục tổ chức thực hiện quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về tiêu chuẩn ấp văn hóa nông thôn mới, gia đình văn hóa nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh công nhận xã nông thôn mới và Ủy ban nhân dân huyện Tiểu Cần công nhận xã văn hóa nông thôn mới, xã Long Thới huyện Tiểu Cần không cần nâng cao chất lượng các tiêu chí để xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Trong đó tiêu chí về giao thông là một trong những tiêu chí được quan tâm hàng đầu. Vậy đến nay, xã Long Thới đã thực hiện tiêu chí này ra sao? Phóng sự sau đây phản ánh cụ thể chấn đề này. Theo lãnh đạo xã Long Thới, vào tháng 11 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Tiểu Cần đã ban hành quyết định về chủ trương đầu tư dự án các tuyến đường nối liền các ấp ở xã Long Thới. Đến nay công trình đã được nghiệm thu và sẽ đưa vào sử dụng vào cuối tháng tư này. Khi xã Long Thới đón nhận danh hiệu xã nông thôn mới nâng cao, những công trình này gồm các tuyến đường dòng giữa thuộc ấp Định Phú C, Định Phú A, chiều dài gần 1.500m. Tuyến đường dòng cục thuộc ấp Định Phú C có chiều dài 951m, cũng được láng nhựa với tổng vốn đầu tư 6 tỷ đồng từ ngân sách huyện. Thì nhìn chung là con lộ làm khang trang như thế này thì không những cái bộ mặt văn hóa của địa phương nâng lên mà đời sống nhân dân cũng được nâng lên. Rồi là vận chuyển hàng hóa rất là thuận lợi, thúc đẩy được kinh tế địa phương phát triển. Được là cái vốn đầu tư thì của là trên, nhưng ở địa phương thì cũng vận động bà con ở cặp hai bên tiến lộ để hiến đất cây trái hoa màu và về kiến trúc là góp phần cho hoàn thành cái tiếng lộ nhựa là tiếng dòng giữa ấp định phú a ấp định phú c và tiếng dòng cục của ấp định phú c đến nay đã cơ bản đã hoàn thành thì đến giờ phút này thì nhìn chung cái hệ thống giao thông nông thôn của xã long thới thì cũng được ở trên quan tâm đầu tư thì cũng tương đối là đã cơ bản phục vụ được cái đời sống cũng như sự đi lại vận chuyển hàng hóa nông sản của bà con ở địa phương được thuận tiện và dễ dàng trong hai mùa mưa nắng. Được biết hiện nay, hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn xã Long Thới đã được đầu tư xây dựng khá hoàn chỉnh. Từ khi thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, địa phương đã được đầu tư xây dựng thêm một số công trình giao thông với tổng kinh phí gần 40 tỷ đồng. Trong đó xây dựng mới 5 tuyến đường nhựa với tổng chiều dài 5,52 km và một cây cầu Nâng tổng số đến nay, toàn xã có 8 tuyến đường liên ấp, dài trên 14 km, được nhiều quá, đảm bảo cho ô tô đi lại thuận tiện quanh năm. Và hiện toàn xã có 19 tuyến đường ngõ sớm, với tổng chiều dài hơn 17 km. Có 5 tuyến đường trục chính nội đồng, tổng chiều dài hơn 13,5 km. Và có 6 trên 9 tuyến đường liên ấp liên xã, có hệ thống đèn chiếu sáng, với tổng chiều dài gần 17 km. Hướng tới thì cũng mong được sự quan tâm để đầu tư cái nguồn vốn của trên để tiếp tục xây dựng cái tuyến đường nhựa nối liền giữa cái ấp Định Phú C và ấp Định Phú Tân là chỗ cầu Dòng Gia chiều dài khoảng 2 1.200 m cho bà con vận chuyển hàng hóa được thuận tiện và dễ dàng hơn trong hai mùa mưa nắng trên địa bàn của ấp Định Phú C và ấp Định Phú Tân. Theo đánh giá của ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống dân hóa xã Long Thới hiện tại tiêu chí giao thông của xã đạt theo yêu cầu của bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và các công trình giao thông kể trên được xây dựng hoàn thành đã góp phần làm thay đổi rõ nét bộ mặt nông thôn và là một trong những tiêu chí quan trọng góp phần để xã Nông thới được công nhận xã nông thôn mới nâng cao quý vị và các bạn, đến nay Hội đồng Nhân dân tỉnh Trà Vinh đã hoạt động đến khóa thứ 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Nếu chỉ tính từ khóa 9 đến nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Trà Vinh đã ban hành trên 400 nghị quyết. Trong đó có nhiều nghị quyết liên quan trực tiếp đến đời sống người dân và sự phát triển của doanh nghiệp. Nhân dịp tiến tới kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh, mời quý vị và các bạn nhìn lại hiệu quả phát triển kinh tế xã hội từ các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Hợp tác xã nông nghiệp Long Hiệp quyền Trà Cú là một trong những mô hình kinh tế tập thể của tỉnh được hưởng lại từ nghị quyết số 20, nay là nghị quyết 56 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Nghị quyết này ban hành đã đem lại sự đổi mới cho kinh tế tập thể, trong đó tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho các hợp tác xã như trụ sở làm việc, nhà kho, sân phơi nông sản, đường, điện với mức hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng không quá 300 triệu đồng cho một hợp tác xã có từ 49 thành viên trở xuống và không quá 600 triệu đồng cho một hợp tác xã có từ 50 thành viên trở lên khởi kịp từ sản phẩm lúa gạo quê hương mang thương hiệu hạt cọc rồng hợp tác xã nông nghiệp long hiệp có gần 20 mươi sản xuất lúa sạch theo mô hình lúa tôm canh tác hoàn toàn tự nhiên không dùng thức ăn công nghiệp không sử dụng thuốc trừ sâu không sử dụng phân bón hóa học từ đó đã tạo ra hệ sinh thái sạch cho cả tôm và lúa sản phẩm lúa sạch này ra trời đã tạo nên một thương hiệu gạo riêng cho tỉnh trà vinh anh Trầm Minh Thuận, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Long Hiệp cho biết, diện tích trồng lúa hữu cơ kết hợp nuôi tôm càng xanh giúp nông dân có thu nhập cao, với mỗi hecta cửa chân thu nhập từ lúa trên 6 triệu đồng và 120 triệu đồng thu hoạch từ tôm mỗi năm. Sau khi trừ chi phí, người chân còn lãi đạt từ 50 đến 60 triệu đồng và còn trên 100 hecta diện tích được trồng các giống lúa xác nhận và có năng suất cao như OM18, OM5451, ST24, ST25 qua thời gian hợp tác xã thành lập từ năm 2018 đến nay thì hợp tác xã được các ban ngành cũng như đoàn thể hỗ trợ rất là nhiều đặc biệt là trong tiếp cận các chính sách của tỉnh như các nghị quyết của hội đồng nhân dân, quỹ ban nhân dân tỉnh thì được tiếp cận với việc thuê đất và được đầu tư xây dựng trụ sở của hợp tác xã tại huyện Trà Cú được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tài trợ hệ thống đóng gói gạo tự động À, xây dựng nhãn hiệu thương hiệu và rất rất là nhiều những cái chính sách khác về cái bảo hộ thương hiệu cũng như là xúc tiến thương mại và tham gia các đoàn đi hội chợ, giao lưu, quảng bá hình ảnh sản phẩm của Trà Vinh trong giai đoạn 2021-2025 với định hướng và tầm nhìn của Hội đồng Quản trị Ban giám đốc Hợp tác xã thì Hợp tác xã rất hy vọng được tỉnh cũng như là Trung ương có cái sự quan tâm giúp đỡ để Hợp tác xã có thể đầu tư thêm nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị để ngày càng hoàn thiện cái sản phẩm cũng như là có thể xây dựng chuỗi giá trị, bao tiêu, thu mua được cho nhiều nông sản hơn nữa cho bà con nông dân quê mình. Công giới nông nghiệp, lĩnh trực du lịch của tỉnh trong những năm qua cũng được tỉnh quan tâm thúc đẩy phát triển với nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ được ban hành. Đặc biệt, tại kỳ họp lần thứ 8, Hội đồng Nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa 9 đã ban hành kỳ quyết 70, quyết định về một số chính sách hỗ trợ phát triển trong lĩnh vực du lịch. Đây là kỳ quyết đặc thù hỗ trợ phát triển du lịch của tỉnh. Thì đây là nghị quyết cho thấy là khi mà tiếp cận và thực hiện được cái dự án hỗ trợ từ từ dự án làm du lịch thì cho thấy rất là hiệu quả đáp ứng được cái nhu cầu phục vụ của nhân dân những cái sản phẩm đặc trưng của đồng bào cũng như là các sản phẩm ô cốp các mặt hàng đặc sản của trà vinh thì được trưng bày và giao lưu mua bán đối với khách du lịch mỗi lần đến với trà vinh cái thứ hai đó là năm 2016 thì hội đồng dân tỉnh cũng đã ban hành À, nghị quyết số 11 để hỗ trợ các cái chính sách ưu đãi à, đầu tư trong đó có lĩnh vực du lịch tức là chúng ta có những cái chính sách kêu gọi đầu tư mang tính chất là à, xã hội hóa rồi chính sách thế để hỗ trợ đặc biệt là những cái hoạt động quảng bá à, du lịch đến trong và ngoài nước cũng như những cái sản phẩm đặc trưng để phục vụ du lịch thì đều có cái chính sách hỗ trợ Tỉnh Trà Vinh đang triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế biển giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. Theo đó, mục tiêu phấn đấu đưa du lịch biển tăng trưởng bình quân hàng năm 15%, tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng, phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, các dịch vụ du lịch biển. Chợ chào chấn đạt điểm về tự nhiên, tiềm năng về cảnh quan sinh thái, nhân dân gian của khu vực biển Trà Vinh. Du lịch biển của tỉnh sẽ được chia thành 5 tiểu vùng gồm: tiểu vùng cửa sông cổ chiên, phát triển hệ thống du lịch trên các cồn, ven sông, Tiểu Trùng thị xã Duyên Hải là khu vực đô thị du lịch biển trung tâm. Tiểu Trùng đô thị sinh thái rừng gặp mặn quyền Dương Hải. Tiểu Trùng đô thị công nghiệp gian kênh đào trà Vinh phát triển không gian công nghiệp và đô thị công nghiệp. Trong thời điểm hiện nay thì chúng tôi cũng đã tham mưu với Ủy ban dân tỉnh chuẩn bị trình hội đồng dân tỉnh trong cái khóa 10 ban hành một nghị quyết chính sách du lịch thay thế nghị quyết 70 nó có cái giai đoạn 5 năm từ 22 đến cho năm 25 thì đây là chính sách mở ra nó nhiều ngành nghề hơn chế độ hỗ trợ từ chính sách này có thể cũng rộng hơn và cao hơn so với 3 năm trước. Chúng tôi cũng rất là kỳ vọng khi nghị quyết mới thay thế chính sách du lịch thì mở rộng được đối tượng và thành phần tham gia nhiều hơn, đặc biệt là các hộ làm kinh doanh du lịch thì có điều kiện tiếp cận sẽ tốt hơn. Có thể nói trong những năm qua, các kỳ quyết của hội đồng nhân dân tỉnh đã góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh không cần phát triển với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 11%, GRDP bình quân đầu người hiện nay đạt trên 67 triệu đồng một người một năm, tăng gấp nhiều lần so với những năm đầu tái lập tỉnh. Đến đây chúng tôi xin được khép lại chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin cuối ngày được phát triển lúc 23 giờ.